Bị ở phía trước, bị qua phía sau, bị ở bên phải nè, bên trái cũng có bị nữa, bị từ xung quanh chúng ta. Cậu nhìn đi kìa, bầu trời màu xanh y hệt như biển luôn á. Biết cái chi là ngồi ở đây đã thiệt luôn ha. Cảm giác như chỉ có tự mình trên hành tinh này vậy á. Thế giới này là của tụi mình.